Chào mừng các bạn đến với các bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách để mà chúng ta sử dụng thuốc atropine sulfate trong thú y nhé các bạn. Và lưu ý là cái dạng atropine này là rất thường hay sử dụng trong thú y, nhưng mà có nhiều khi các bạn chưa có nắm vững được các cái chỉ định cũng như là cái tác dụng phụ và cái dược lực học, dược động học cũng như là các cái cách để chúng ta giải độc khi mà sử dụng quá liều atropine chẳng hạn. Thì trong cái phần này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về tất cả các vấn đề đó, nên các bạn chú ý chúng ta theo dõi nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ đi đến cái phần về cái chỉ định các bạn. Thì trên hình các bạn thấy đây là cái công thức hóa học của cái atropine sulfate này các bạn. Còn đây là cái mô tả về cái dạng tiêm các bạn, ví dụ là tiêm bắp hoặc là tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm dưới da chẳng hạn, các bạn lưu ý nhé. Và về cái chỉ định á thì tôi muốn lưu ý với các bạn như thế này. Thì cái dạng atropine sulfate này các bạn, nó sẽ chữa phù phổi ở trên gia súc, đặc biệt là cái dạng phù phổi cấp tính của ngựa, các bạn lưu ý nhé. Và nó sẽ giảm cái cơn co thắt khí quản và viêm phế quản ở gia súc, đặc biệt là ngựa mà nó thường dẫn tới cái tình trạng phù phổi. Và nó cũng chữa dị ứng của ngựa gây hậu quả sâu ở cái bộ máy hô hấp. Thì cái hiệu quả điều trị của atropine này rất là tốt nhé các bạn. Đồng thời cái chứng thở dốc của ngựa và gia súc khác, ví dụ như trâu bò chẳng hạn, thì atropine nó cũng làm dịu được rất là nhanh. Và cái phần thứ hai nữa đó là nó sẽ làm giảm đau trong các cái quá trình mà các bạn phẫu thuật mắt, ví dụ như là phẫu thuật thủy tinh thể chẳng hạn. Nó sẽ làm giảm tiết dịch trong các cái bệnh của nhãn cầu, tôi ví dụ như là viêm đồng tử nè, viêm kết mạc vân vân. Và lưu ý nhé. Và nó còn phòng cái trường hợp mà bị ngất khi mà chúng ta kết hợp với morphine đó các bạn, gây mê bằng cái ete hoặc là chloroform á, thì các bạn có thể sử dụng cái atropine này để chúng ta giải độc khi mà con vật nó bị nhiễm các cái dạng, ví dụ như là bilocarbin nè, areculin nè, hoặc là cái diptereps, hoặc là cái morphine chẳng hạn, hoặc là các cái dạng thuốc trừ sâu mà thuộc cái hợp chất lân hữu cơ. Các bạn đặc biệt lưu ý giúp tôi nhé. Ngoài ra thì nó còn dùng để bôi vào cái vết thương nữa các bạn. Cái bôi vào vết thương, cái dạng thuốc mỡ của atropine á, thì nó sẽ giúp cho con vật nó giảm đau đớn. Các bạn lưu ý giúp tôi các cái phần về cái chỉ định của nó nhé các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về tác dụng của nó các bạn. Cái atropine này các bạn, nó sẽ làm ngừng cái hệ M đây, tức là các cái muscarin đó các bạn, tức là nó sẽ làm tê liệt đi cái thần kinh phó giao cảm với con vật, do đó nó sẽ loại trừ mọi cái phản ứng của các cái thụ quan mà tận cùng của dây thần kinh đó, mà nhạy cảm với các cái dạng của acetylcholine đó các bạn. Thì nó sẽ loại trừ đi các cái tác động của bilocarbin nè, eragin nè, hoặc là areculin này, cho nên nó sẽ giải độc với các cái dạng đó như vừa rồi tôi có phân tích ở trên đó các bạn. Thì như thế á, cái tác dụng của nó trên cái bộ máy hô hấp đó các bạn, nó thể hiện ở việc là nó sẽ loại trừ đi các cái cơn co thắt của cơ trơn, và nó sẽ làm giảm dần đi cái sự bài tiết dịch ở các cái phế quản, tức là cái tác dụng của nó là làm khô các bạn. Thì nó sẽ làm giảm ho trên con vật, làm giảm co bóp cơ trơn cũng như là các cái nhu động dạ dày ruột, và đặc biệt là nó sẽ làm giảm tiết cái dịch ruột, dịch vị, mồ hôi, và nó sẽ làm giãn đồng tử, giãn khí phế quản, tăng nhịp tim và co mạch máu, trừ các cái mạch máu tim và phổi nhé các bạn. Đồng thời nó sẽ làm giảm đau như vừa rồi tôi có phân tích ở trên á. Cái sự dung nạp của atropine đó các bạn, ở các cái loài vật là không có giống nhau nhé các bạn. Cái thứ tự nhạy cảm của nó thì tôi có sắp xếp cho các bạn như sau, để cho các bạn nhớ nè: người, xong sẽ đến chó, đến mèo, rồi sẽ đến các cái loài động vật ăn cỏ. Thì trong đó kém nhạy cảm nhất là cừu, dê và đặc biệt là thỏ, là rất là kém nhạy cảm nhé các bạn. Cho nên là trên thỏ mà chúng ta dùng atropine thì gần như là nó vô hiệu. Nên các bạn chú ý giúp tôi nhé. Thì các bạn chú ý một cái vấn đề nữa là các bạn có thể giải độc atropine bằng cách chúng ta tiêm cái morphine glohidrat ở dưới da. Thì những cái triệu chứng mà khi con vật nó không có dung nạp atropine á, thì tôi muốn lưu ý đến các bạn nè, nó có thể là những triệu chứng như là giãn đồng tử một cách đột ngột nè, khô các cái niêm mạc,
hoặc là kích thích não quá mức, tức là con vật nó có các phản ứng thần kinh đó các bạn, hoặc là nó tăng nhịp tim một cách quá mức. Cho nên các bạn lưu ý là nếu chúng ta tim atropine mà gặp cái trường hợp đó thì các bạn phải sử dụng các cái dạng thuốc giải độc, ví dụ như là cái morphine lorhydrate này ngay lập tức, các bạn lưu ý nhé. Với lại ở trong cái phòng khám chúng ta hoặc là trong quầy thuốc chúng ta thì nếu có atropine thì các bạn nên sử dụng thêm cái morphine lorhydrate này để chúng ta dự trữ sẵn trong cái trường hợp mà chúng ta bị quá liều hoặc là con vật nó bị sốc lúc chúng ta sử dụng atropine á, thì các bạn có cái thuốc giải ngay lập tức, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Và các cái vấn đề tiếp theo mà tôi muốn phân tích ở đây về cái atropine nữa các bạn là cái vấn đề quá liều. Tức là khi mà ngộ độc á thì các cái triệu chứng như tôi nói trên đó các bạn, nó sẽ giãn đồng tử này, nhịp tim nhanh này, thở nhanh, sốt cao, hệ thần kinh trung ương bị kích thích. Tôi ví dụ như là con vật nó bồn chồn nè, hưng phấn nè, hoặc là các cái phản ứng của rối loạn cái thần kinh nè, con vật nó bị co giật hoặc là mê sảng chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp mà ngộ độc nặng á bạn, thì cái hệ thần kinh trung ương nó sẽ bị kích thích quá mức, nó có thể dẫn đến các cái tình trạng ức chế suy tuần hoàn, suy hô hấp, rồi nó sẽ dẫn đến tình trạng tử vong được con vật luôn. Nên các bạn lưu ý nhé. Thì nếu là do uống quá liều á thì các bạn chú ý là chúng ta có thể thực hiện các cái biện pháp như là tập rửa dạ dày nè. Thì những cái này thì các bạn có học về cái chương trình về ngoại khoa của chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái quá trình ngoại khoa này nha các bạn. Và các bạn nên cho uống than hoạt tính trước khi mà rửa dạ dày, các bạn lưu ý nhé. Và các bạn có thể dùng các biện pháp điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như là biện pháp giảm nhịp tim chẳng hạn. Và các bạn có thể dùng cái diazepam nè khi mà bị kích thích và co giật để làm cho con vật nó giảm stress xuống bớt nha các bạn. Và chúng ta không được dùng cái phenothiazine vì nó sẽ làm tăng cái tác dụng của các cái thuốc kháng cái acetylcholine lên, trong đó thì atropine là thuốc kháng acetylcholine mà các bạn. Cho nên nếu chúng ta dùng cái phenothiazine thì nó sẽ làm tăng cái tính chất hoạt động của atropine lên, như vậy thì con vật sẽ bị cái tình trạng nguy kịch, các bạn lưu ý nhé. Còn về cái chống chỉ định đó các bạn, về cái dạng chúng ta đi đến cái tác dụng phụ trước đi nha các bạn. Về cái tác dụng phụ á thì thường gặp ở trên con vật mà cái triệu chứng toàn thân của nó các bạn, tức là nó khô miệng nè, nó phát âm, nó bị khó khăn nè, sốt nè, và nó sẽ giảm tiết dịch ở cái phế quản. Còn cái con mắt của nó các bạn lưu ý nè, các tác dụng phụ có thể xảy ra là nó sẽ làm giãn đồng tử nè, mất khả năng điều tiết của mắt, sợ ánh sáng. Còn cái nhịp tim á thì nó sẽ bị chậm thoáng qua, và sau đó nhịp tim nó sẽ nhanh và nó sẽ loạn nhịp. Nếu như các bạn có tai nghe thì các bạn có thể nghe được các tình trạng này nhé các bạn. Còn về cái thần kinh đó, nó có thể dẫn đến các tác dụng phụ như là dễ bị kích thích như vừa rồi tôi có phân tích đó các bạn. Và một số cái trường hợp ít gặp hơn của cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng atropine con vật á là có thể phản ứng dị ứng nè, dị ứng đỏ da chẳng hạn, khô, hoặc là tình trạng nôn, tiểu khó, hay là cái tình trạng mà giảm trương lực và cái nhu động của ống tiêu hóa dẫn đến tình trạng như là con vật nó bị liệt ruột chẳng hạn. Có được một số cái tình trạng tác dụng phụ các bạn tiêm quá liều á, nó có thể dẫn đến liệt ruột thì con vật, các bạn lưu ý giúp tôi nhé. Và các bạn phải thận trọng cái lúc dùng nhé các bạn, nhất là ở những con vật mà nó nhỏ hoặc là những cái con vật mà nó cái tuổi nó tương đối cao đó các bạn, thì nó sẽ dễ dàng bị các loại tác dụng phụ của thuốc, hoặc là những cái con vật mà nó đang bị sốt cao các bạn lưu ý nhé, hoặc là những con vật mà nó có các triệu chứng của suy tim thì các bạn cũng cẩn thận khi chúng ta sử dụng cái dạng atropine này. Còn về cái tương tác thuốc á các bạn, thì cái atropine và các cái thuốc mà kháng acetylcholine khác á, là khi chúng ta kết hợp sử dụng á thì nó sẽ có cái tác dụng mạnh lên, các bạn lưu ý nhé. Và cái hậu quả của nó là rất là nguy hiểm, cho nên là cái quá trình mà sử dụng thuốc không phải đơn giản đâu các bạn. Không phải là chúng ta chỉ sử dụng một cái dạng là chúng ta cứ thấy cái chịu cái phần tác dụng hoặc là chỉ định nó như thế nào chúng ta cứ sử dụng và kết hợp, thì đôi lúc các bạn sẽ kết hợp trúng phải những cái dạng thuốc mà nó có cái tính chất hiệp đồng với nhau, tức là nó sẽ làm gia tăng cái sức mạnh của nó lên, thì như vậy nó kéo theo cái tình trạng nguy hiểm trên con vật. Cho nên là để có cái kiến thức tốt nhất về cái chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như là về cái cách mà chúng ta sử dụng thuốc và phối hợp thuốc trong thú y cũng như là trong chăn nuôi tốt nhất á, thì các bạn có thể đăng ký các cái khóa học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet. Thì ở đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về từng cái dạng thuốc cũng như là cái cách chúng ta chẩn đoán và điều trị bệnh như thế nào để nó tối ưu nhất, và kết hợp thuốc như thế nào là hiệu quả.
thì một thầy và một cô sẽ kèm một học viên, cho nên chắc chắn sau khóa học các bạn sẽ vững tay nghề giống như là chăn nuôi hiệu quả nhé các bạn. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là tìm hiểu thêm về thông tin khóa học á, thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì chúng ta tiếp tục trở lại cái bài học các bạn. Thì khi mà atropine á, và một số cái loại thuốc kháng histamine và cái butyrophen này, hoặc là cái phenothiazine này, hoặc là cái thuốc chống trầm cảm đó các bạn, thì nếu như chúng ta dùng atropine đồng thời với các cái dạng thuốc đó đó, thì cái tác dụng atropine nó sẽ tăng lên và atropine nó có thể làm giảm hấp thu thuốc khác vì nó sẽ làm giảm cái nhu động của dạ dày ruột. Các bạn lưu ý giúp tôi nhé, atropine nó sẽ làm giảm hấp thu các cái dạng thuốc khác bởi vì nó làm giảm nhu động dạ dày ruột, cho nên cái lúc mà các bạn phối hợp thuốc atropine nó cũng cần phải trúng thời gian hoặc là đúng thời điểm, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ dùng atropine chung với các dạng khác. Vấn đề này rất là nguy hiểm nhé các bạn. Và về cái dược lực học đó các bạn, thì cái atropine như tôi nói phần trên á, đây là một cái dạng thuốc mà kháng acetylcholine, tức là nó ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm đó các bạn. Cái chữ atropine trên đây nó thừa cái chữ B nhé các bạn, và lưu ý sửa lại giúp tôi nhé. Và về cái dược động học đó các bạn, thì cái atropine nó sẽ được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua cái đường tiêu hóa, qua cái niêm mạc ở mắt và một ít là qua các cái dạng da lành trên con vật. Thì cái khả năng sử dụng sinh học của thuốc á, theo với đường uống các bạn là nó khoảng 50%, và thuốc nó đi khỏi máu nhanh và phân bố khắp cơ thể con vật, và cái thuốc nó có thể qua được cái hàng rào của máu não nhé các bạn, và qua nhau thai hoặc là các cái vết ở trong cái sữa của con vật á, nó cũng có thể qua đó được. Và nửa vòng đời của thuốc á, nó sẽ nằm vào khoảng từ 2 cho đến 5 giờ, và nó có thể kéo dài hơn ở các cái con vật nhỏ các bạn. Các bạn lưu ý giúp tôi nhé. Và một phần atropine nó sẽ chuyển hóa ở gan, và cái thuốc á, nó sẽ đào thải qua thận nguyên dạng 50% và ở cả các cái dạng chuyển hóa. Và lưu ý nhé, nó đào thải qua gan và qua thận. Thì để bảo quản được cái dạng atropine này á, các bạn chú ý là chúng ta có thể bảo quản, ví dụ thuốc viên thì các bạn bảo quản kín, tránh ánh sáng, để nhiệt độ là 30 độ chẳng hạn. Và đối với các dạng thuốc tiêm á, thì chúng ta cũng có thể để ở cái dạng nhiệt độ phòng bình thường của chúng ta thôi nhé các bạn. Thì đây là cái bài học mà hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận các bài học khác một cách nhanh nhất nhé các bạn. Và các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người cùng gia tăng thêm kiến thức. Và hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, chuyên khoa mắt, da liễu, xét nghiệm, thuốc, phối hợp thuốc trong thú y, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó mèo, heo, gà, vịt, trâu bò, dê cừu, v.v. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.